Kinh văn. Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm mai mối cho giặc, tự cướp của báo trong nhà. Giảng giải. Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm mai mối cho giặc. Người ta nghĩ rằng sáu căn là có ích, nhưng thực ra nó chỉ là sáu thứ phá hoại, ăn cắp pháp bảo trong tự tánh mình. Nhưng quý vị không nhận ra được điều đó, mà quý vị lại xem mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là bạn tốt của mình. Ai có thể đoán rằng ra chính sáu thứ này đã mời giặc cướp vào nhà mình? Chúng tự cướp của báo trong nhà. Chẳng hạn, mắt quý vị nắm bắt mọi thứ, trước khi thấy mọi thứ đều đẹp, như thường nói: nhãn bất kiến, khẩu bất sàm, nhĩ bất thính, tâm bất phiền. Khi thấy có người ăn gì đó, trong miệng mình liền tưởng tượng có gì đó để ăn, liền khởi lên ý tưởng muốn ăn trong đầu. Tại sao trong miệng lại tiết ra nước bọt? Vì mắt thấy thức ăn ngon. Quý vị cho rằng mắt giúp cho mình vì nó có thể thấy, nhưng chỉ vì thấy mà khiến mình sinh khởi khá nhiều phiền não. Chẳng hạn, thấy cái gì đó đẹp và thích nó, nhưng khi đã có được nó rồi thì đó là một nguồn phiền não, và nếu không có được nó thì cũng là phiền não vì quý vị theo đuổi nó. Khi tai nghe điều gì đó ưa thích thì thích nghe nhiều hơn nữa. Khi lòng tham đã phát khởi, nếu quý vị không đạt được điều mình muốn thì nghĩ cách để có được nó, và khi đã có được rồi thì sợ mất nó. Thế nên tai cũng mang đến cho quý vị khá nhiều phiền não. Tự cướp của báo trong nhà có nghĩa là khiến quý vị sinh khởi phiền não. Nếu quý vị không có phiền não, quý vị sẽ không để mất của quý trong nhà. Nhưng khi quý vị đã phát khởi phiền não rồi thì của báo trong nhà ra đi. Như quý vị thường nghe: thiên nhật khảm xài nhất triêu phần. Cũng vậy, quý vị tu tập ngàn ngày, nhiều tiến bộ có được, có thể chút khinh an sẽ tiêu mất với niệm đầu của phiền não, biểu hiện sơ khởi của vô minh. Nên trong kinh có câu: tinh tinh chi hỏa, thiêu tận công đức chi lâm. Khi mũi ngửi mùi hương, tâm cũng khởi niệm tham đắm. Khi lưỡi nếm mùi vị ngon, tâm cũng khởi niệm tham. Khi thân tiếp xúc với vật gì, có một số thứ đem đến cảm giác êm dịu. Tâm ý thì duyên với các pháp. Vắn tắt, vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà quý vị sinh khởi nhiều thứ phiền não khác nhau, và của quý trong nhà bị đánh mất khỏi mình. Bây giờ nói về vô lậu. Sáu thức phát sinh do sự tiếp xúc của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó gọi là lậu. Nếu quý vị có thể đạt đến trình độ nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri, thì quý vị không bị kẻ cướp lấy hết của báo trong nhà mình. Nhưng nếu chưa có đủ công phu, nếu định lực còn yếu, nếu còn đuổi theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và không thể nào quay lại hồi quang phản chiếu, thì sẽ bị rỉ chảy, thất thoát và bị cướp lấy của báo trong nhà mình. Sáu căn được mô tả là môi giới cho giặc. Thuật ngữ được dùng ở Trung Hoa do các đám cưới cần phải có sự sắp đặt trước thông qua người môi giới. Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, vào thời đại nhà Chu trước Lia Guo thì không cần người môi giới, người ta chỉ tìm người bạn mình thích theo lối của người Tây Phương bây giờ. Thật vậy, vào thời nhà Chu, chuyện giữa nam và nữ rất thường tình, chẳng có luật lệ gì về chuyện ấy cả. Đến khi Khổng Tử sang định lại Lục Thư, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu, từ đó đến nay có người làm môi giới, mà công việc của họ là chọn người nam, người nữ nào hợp nhau. Nếu họ cùng thích hợp tuổi tác,
hình dáng, tính tình, họ sẽ giới thiệu người phụ nữ trẻ đó rất có đức hạnh, cậu học trò kia rất thông minh. Khi lời giới thiệu được công nhận, tức mọi việc hôn nhân xem như được tiến hành. Ở đây, cách dùng từ môi giới trong kinh văn có điểm giống như trên. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức. Sự tiếp xúc giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức là công việc của người môi giới. Việc làm mai mối cho nhau được thực hiện và sự rắc rối xảy ra trước khi nhận ra sự có mặt của kẻ cướp. Nhưng kẻ cướp này lại lấy sức khỏe và công đức của quý vị. Nó lấy sạch của quý báu trong nhà mình. Cái gì là của báu trong nhà mình? Cái đó quý vị phải tự biết. Bất kỳ thứ gì quý vị xem là của báu thì phải cẩn thận giữ gìn. Tôi không biết của báu quý vị là gì, và quý vị cũng không biết gia bảo của tôi là gì. Con biết đồ quý của con rồi, quý vị bảo, đó là vàng bạc kim cương. Không phải, dù tôi không biết của báu của quý vị là gì, nhưng tôi biết nếu quý vị cho những thứ ấy là của báu nhà mình thì quý vị đã lầm. Được rồi, thế của báu trong con là gì? Quý vị hỏi. Bây giờ thì quý vị không nhận ra đó là gì. Dù quý vị không biết, tôi vẫn nói, dù đúng ra không nói gì hơn. Nhưng vì quý vị muốn biết, nên tôi sẽ chiều theo và nói cho quý vị biết, chỉ ngại rằng quý vị không tin tôi. Quý vị thấy có điểm nào không tin tôi chăng? Tôi không thể biết được nói hay không nói cho quý vị là tốt hơn. Nếu tôi nói cho quý vị mà quý vị không tin tôi thì phí công vô ích. Nhưng nếu tôi không nói khi quý vị muốn biết thì luôn luôn có dịp để quý vị tin tôi. Thế nên tôi quyết định nói cho quý vị nghe. Của báo trong nhà quý vị là gì? Đơn giản chính là Như Lai Tạng, thường trú chân tâm diệu giác minh tánh. Phật bảo chính là tự tánh của quý vị. Pháp bảo chính là tự tánh của quý vị. Tăng bảo cũng chính là tự tánh của quý vị. Cũng vậy, chính trong thân vật chất của mình mà quý vị có thể tu giới, tu định và tu huệ. Nó cũng chính là của báo trong nhà quý vị. Con không thấy những thứ này, làm sao biết mình đánh mất nó được? À, đó là điều tôi rất muốn nói với quý vị. Quý vị không tin những gì mình không thấy, thế nên chẳng ngạc nhiên gì khi quý vị không tin những điều này, vì đó thực sự là những cái không thể nào thấy được. Nhưng quý vị vẫn có giác quan, dù quý vị không thấy được nó. Nếu cái biết của quý vị đi đôi với trí huệ, thì quý vị càng có nhiều của báo. Tuy nhiên, nếu quý vị u mê, thì mình sẽ tự đánh mất của báo. Hãy tự xem xét mình là u mê hay sáng suốt. Dù vậy, điều này không có nghĩa là quý vị đứng dậy và thông báo rằng mình có trí huệ như Phật, như một người nào đó đã tự cho mình là tổ. Việc tôi muốn làm với anh ta là nói, tôi sẽ giết anh và anh ta hốt hoảng bỏ trốn. Lần sau quý vị có gặp người như vậy, hãy đánh phủ đầu anh ta từ đầu xuống chân. Nếu anh ta la lên, sao quý vị đánh tôi? Thì quý vị trả lời, tôi chỉ đánh vào hư không, vì ông vốn là không có thật, đúng vậy không? Sao ông còn biết đau? Nếu ông còn biết đau thì nào khác hàng phàm phu, nên ông đừng ví mình như Phật. Nếu ông không biết đau thì cũng như gỗ đá. Ông không có cảm giác gì, thế thì ông cũng như đồ thải. Nói với anh ta như vậy và nhắc nhở thêm rằng, hãy ghi nhớ lời tôi khuyên và đừng đi quanh làm như một kẻ điên rồ như anh đang làm. Đừng đi quanh rồi nói, ta cũng như Phật không khác, ta là tổ. Nếu ông làm vậy, tương lai sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Hạng người như vậy là điên cuồng, làm sao có thể tu tập và thành Phật được? Những người điên như vậy không thể nào thâm nhập Phật Pháp, vì họ đã bị chìm đắm trong tà kiến của ngoại đạo. Đức Phật cũng không thể cứu những người này nổi, họ thực sự là những người đáng thương xót. Ha ha ha, 问什么的说